thích nước rộng của mọi người ơi, lớn quá mọi người ơi. Wow, gió quá trời luôn á. Nước chảy mạnh ghê nè mọi người ơi. Bây giờ mình đi xuống nha, trời ơi. Alo, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Sweet Nguyễn Vlog nha. Hôm nay xin mời cả nhà đi theo mình đến một nơi đây có gọi là Kiss Park. Đây là thác nước lớn, nó chảy được từ trên núi xuống. Nước đây rất là sạch, mà nó nước đây là nước của những cái tảng băng nó bị tan ra đó cả nhà. Thác nước này vào mùa hè thì rất là nhiều nước, nhưng mùa đông thì tuyết nó đóng băng lại cho nên không còn nước chảy nữa. Cái thác nước này sẽ bị khô cạn đó cả nhà. Khi mà bạn đến đây thì có thể đi dạo xung quanh khu vực này hoặc là đi xe đạp. Quá trời luôn, lớn, nước thác lớn, thác nước chảy lớn quá. Đến đây nếu mà các bạn nào mà thích chụp hình mà nghệ thuật đó thì mình có thể chụp hình ảnh phơi sáng cái suối này rất là tuyệt vời luôn, ảnh cho ra rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ đi qua phía sau con suối để quay cho mọi người xem ha. Còn cái hướng bên này mình có thể là mình đi dạo trong rừng được nè, đi dạo bằng cái xe đạp luôn đó cả nhà.
giờ mình đi vô hang đá nha. Mình vô phía sau thác nước cô không? Mai có nước cái chạy lại kìa. Ở đây người ta cũng có xây cho mình những cái bậc thang để mình đi lên dễ dàng. Thì đây là một phía của một nhánh rừng. Thì trong rừng các bạn thấy đó rất là mát mẻ, và mùa hè này thì đi vô đây á thì rất là tuyệt vời để mà đi dạo cùng gia đình, vừa đi vừa ngắm cảnh luôn.
tốt cho sức khỏe nữa, mà hít thở không khí trong lành nữa. Đi xuống nè. Đẹp chưa? Hồi năm ngoái mình đi đâu có nước nhiều vậy đâu. Thì nước bây giờ mùa hè nó nước tiếng nó tan, nó nước nhiều. Năm nay nước nhiều quá mà. Cái cầu thang đi tuốt ở trên kia luôn kìa, đi lên cái dốc núi trên đầu nguồn luôn á hả? Chấm cái nào? Chưa. Chấm cái nào? Hotel đẹp nè mọi người, có cái hồ bơi nữa nè. Hồ bơi này private của hotel thôi, của khách ở đây. Đó. Hotel này nằm ở Kiss Park. Cái này là renovate lại. À, chắc trong lúc mà nghỉ corona nên họ 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 sửa lại nè. Đó, bây giờ mình đi ngang nên mình đi xuống. Mình đi xuống lại. Xung quanh đây là hotel rồi là cả nhà. Đó, hồ bơi nè, đẹp chưa? Cái mít liệt. Là cho khách của hotel thôi. Cũng đẹp quá nè. Để mình đi dần gần lại đi, nó bị rồi đó coi. Gặp mấy anh này nữa nè. Các loại hoa như thế này thì các bạn có thể bắt gặp khắp nơi ở châu Âu vào mùa hè, và hoa bồ công anh cũng vậy luôn, rất 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 là đẹp luôn cả nhà ơi. Cái gì vậy? À, cái này cũng không có hotel luôn hả ta? Đó, bây giờ mình đi đến cái gì? Hotel Kiss Park nha mọi người, đây hotel 5 sao nha. À, ai mà có dịp đến Thụy Sĩ thì đi đến chỗ mà Kiss Park, viết vô Google viết Kiss Park. Ở đây cái bên hotel có một thác nước nãy mình đi đó, rất là đẹp nha cả nhà. Giờ xâm nhập vô nha, đi lên uống cà phê thôi. Bây giờ hotel mở cửa lại rồi.
mở cửa lại nha. Ở đây nó có cái bắc kiss bắc ban nè mọi người. Đi vô lại thử đi. Ngồi đây ngắm thác nước được nha. Ngồi đây có ghế rồi thấm thác nước được nè. Chào thành chắc. Ở đây có bán souvenir nữa nè. Hả? Anh có glass hả? Ok. Này, không có tình ít glass hay có tầm vát cho đến thân. Kiss Bắc Ban mọi người, để đi xuống cái hồ nha. Cái gì lạnh lạnh uống nó mới sướng. Các người uống nước suối. Ok. Cái đó là quay có nhạc đó. Dạ, có quay được. Sau khi đã mua xong rồi, bây giờ mua gì vậy? Không đẹp quá nè. Ở đây cái bar nè mọi người, đi xuống đây nè. Kiss Bar Bar. Mát quá mọi người, vô đây mát nè. Wow. Ô tàu đâu vậy? Nghe tiếng mà tiếng còi tàu ba.
Bây giờ mọi người đi vô cái hàng ta xếp cái ông dưới này thì họ xếp ché nè. Đúng rồi, anh Ba chạy xuống nè. Còn mất thời gian đợi nè. Đi bộ thì được, mà đi bộ xuống là ok, nhưng mà đi bộ lên không nổi. Đi bộ là phải đi ba lên. Giờ đi vừa ngắm cảnh luôn, theo nhìn cái theo con suối á, mình chắc mình nghĩ mình nên đi một lần nữa anh. Đi khám phá chứ có gì. Dạ đi lên thôi, đi xuống là phải bao nhiêu phút? Thôi không, giờ không có đi nhưng mà coi thôi. Đi xuống, đi lên đây nè. Đi dưới đây nè. Ở đây ngồi uống cà phê cũng ngon lành luôn nè mọi người ơi. Rồi đẹp chưa, một cái terrace luôn nè mọi người ơi, vi như là hả trong màn hình vậy đó, trong màn hình tivi luôn đó, đẹp cực kỳ. À ngồi đây hả uống bia buổi trưa nắng nóng nè, ngồi ngắm cảnh nên rất là tuyệt vời luôn nè. Được không, em mình đi nãy đó đó mọi người ơi, đây vừa ngắm à tàu nè mọi người. Ừ, giờ nước nhiều quá anh đâu dọc được đâu, nguy hiểm. Mai có giật mình thôi trời, ác thiệt á. Ở trong này có cái cả tình đến nè. À này cũng giống như cửa private rồi. Ở bên này nó có cái terrace rất là đẹp nè. Panorama luôn. Chết rồi cái mặt lên nó. Nắng quá cả nhà ơi. Nước rất là
trong á, trong xanh luôn á cả nhà, mà phẳng nữa, phẳng lặng. Giờ này có cái chiếc tàu mình thả trôi cũng sướng luôn. Con Kiki kìa, con chó nữa kìa. Nếu cái cặp bạn trẻ nào mà đám cưới đó à, có thể là tổ chức ở đây được luôn nè cả nhà. Tổ chức ở đây rồi ở luôn ở đây rồi à, tiệc. Có cái sa là rất là lớn nè. Có cái sân vườn rất là lớn. Anh vô trên này leo xuống, leo lên này thôi, được không? Hotel này 4 sao chứ phải 5 sao nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trên video lần sau nha. À, nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách bấm subscribe, like và share giùm mình nha. Bye bye cả nhà.